Kính chào quý vị, đây là chương trình Chào Washington DC. Và thưa quý vị, hôm nay chương trình của Thanh Trúc hân hạnh được đón tiếp một vị khách mời là ông Nguyễn Văn Toàn, là cựu sĩ quan cảnh sát tùng sự tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia ở tại Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk trước năm 1975. Thưa quý vị, Thanh Trúc xin kính chào ông Nguyễn Văn Toàn. Dạ, chú ơi, cũng xin kính chào cô. Một cách rất là long trọng, chúng tôi xin kính chào tất cả quý vị đang xem đài bản tin Hoa Thị Đốn SBTN ở Washington DC. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Toàn, được biết là ông từ thành phố Houston trở lại vùng Washington DC. Thách thức dùng chữ trở lại bởi vì ngày trước, cách đây mấy năm thì ông là cư dân của vùng Washington DC này. Vậy thì lý do lần này ông trở lại cùng với vùng Washington DC? Yeah. Thưa cô, để trả lời câu hỏi của cô, thì chúng tôi là coi như là thường xuyên trở về đây là vì chúng tôi vẫn còn cái gắn bó đối với cái hội thân hữu cựu cảnh sát quốc gia Hoa Thị Đốn và phụ cận. Vì chúng tôi là một trong bảy người đầu tiên thành lập hội này từ tháng 7 năm 1978. Như vậy là chúng tôi đã duy trì được 41 năm ở cái sinh hoạt ở vùng này. Trong cái sinh hoạt của Hội Thân Hữu Cảnh Sát Quốc gia vùng Hoa Thị Đốn và phụ cận đó, thì Thanh Trúc biết là hình như là quý ông cũng đã từng có những cái gọi là tiếp xúc với những anh em hồi đó là trong ngành cảnh sát từ Việt Nam qua hoặc là ở những nơi khác đến vùng này bằng cách là trao quà hay là giúp đỡ là mọi chuyện. Đó là cái sinh hoạt của Hội Thân Hữu Cảnh Sát Quốc gia vùng Hoa Thị Đốn, phải không ạ? Vâng, cũng cảm ơn cô Thanh Trúc đã gợi lại cho chúng tôi những cái thời hiệu mà chúng tôi hoạt động và sinh hoạt. Cũng như là hội được bành trướng là từ năm 1990 thì có phong trào là HO, thì anh em chúng tôi rầm rộ sang đây. Rầm rộ sang thì có nghĩa là chúng tôi cũng cố gắng để mà mình tương thân tương trợ với cái tinh thần của người cảnh sát, gặp lại các chiến hữu sau những ngày tù đày rồi mới thoát ra khỏi Việt Nam để mà định cư ở nước Mỹ. Thì lúc bây giờ chúng tôi có một số hội viên thật là đáng kể, là chúng tôi có thể tiếp xúc hội viên trong cái danh sách chúng tôi có trên 200 người. 200 người gồm cả gia đình. Thì đúng như cô Thanh Trúc đã biết, thì chúng tôi gây một cái quỹ là chúng tôi có những cái tiệc hàng năm. Cái tiệc đó thì là chúng tôi tổ chức để lấy cái tiền mà mua tất cả những cái thực vật, hay là kiếm cách xin cổ động những cái cơ sở quan thiện nguyện để có mỗi gia đình chúng tôi đến thăm thì được 2 bao gạo, 1 kg nước mắm và 1 thùng mì. Thì chúng tôi đã hoạt động như vậy và duy trì cho tới bây giờ. Thì một số anh em tản mạng đi các nơi, không còn cư trú tại những Hoa Thị Đốn và phụ cận. Tuy nhiên hiện bây giờ thì chúng tôi cũng còn trên 100 người là hội viên, thành ra sinh hoạt của chúng tôi tiếp tục cho đến bây giờ là một cái hội kỳ cựu nhất ở vùng Hoa Thị Đốn, chỉ có đứng sau cái hội Cao Niên. Thưa, nhưng mà trong cái vừa rồi, trong cái tuyệt xuân của hội thân hữu cảnh sát quốc gia vùng Hoa Thị Đốn và phụ cận, thì Thanh Trúc thấy nó có một cái đưa ra một cái dự án mới, đó là làm sao để mà đào tạo một cái thế hệ trẻ hậu duệ của cảnh sát quốc gia. Thưa, đào tạo đã là khó, và đào tạo được rồi thì làm sao để duy trì được cái tinh thần đó, thưa ông Nguyễn Văn Toàn? Cái việc mà cô vừa đề cập thì chúng tôi đã dự định này thật là lâu. Nhưng mà chúng tôi trước nhất phải nói có những cái khó khăn là cái lớp người của chúng tôi rồi một ngày kia sẽ mai một đi hết, vì tuổi già sức yếu hay là những cái hội nhập vào cái xã hội này chậm hơn các cháu. Do đó chúng tôi đã nghĩ đến cái chuyện này từ những 10 năm trước. Nhưng mà khó khăn cho chúng tôi là như thế này:
các cháu, các em nó trưởng thành trong cái đất nước này thì nó bị hội nhập và nó không còn quán triệt được tất cả những cái gì sinh hoạt theo cái lớp người đi trước. Do đó khó khăn cho chúng tôi là như thế này, chúng tôi mặc dù cổ động 10 năm nay thì đến cái năm nay đó thì chúng tôi mới đương manh nha là có một số các em bây giờ nó bắt đầu đến cái tuổi mà gọi là bước vào cái tuổi là lớn rồi, hiểu biết nhiều rồi và chịu được nhiều ảnh hưởng của người Việt Nam đó, thì chúng tôi cũng đương cố gắng để xây dựng cái lớp trẻ này để nó tiếp nối những cái gì của ông cha trong cái ngành cảnh sát mà đã đi qua. Thì thưa với cô là từ 2 năm nay thì chúng tôi có chuẩn bị mọi chuyện, nhưng mà còn cái chuyện mà hình thành đó, thì như cô đã nói rất là khó khăn cho chúng tôi bởi vì cái môi trường hoạt động nó có những cái khác biệt lắm. Dạ. À, kính thưa ông, trong cái lúc mà nói chuyện như thế này thì chúng ta cũng không quên lần dở lại vài trang sử cũ, cái lịch sử hình thành của miền Nam Việt Nam, đệ nhất Cộng hòa rồi đệ nhị Cộng hòa, thì trong ngoài quân đội, ngoài những cái lực lượng khác, lực lượng gọi là bảo vệ và an dân khác, thì có cái lực lượng cảnh sát quốc gia. Thì thưa ông có thể nói sơ qua về cái sự hình thành của cảnh sát quốc gia miền Nam Việt Nam thưa ông. Vâng, đây là cũng là một cái dịp mà chúng tôi rất mong mỏi để trả lời cô Thanh Trúc. Thì tôi phải nói rằng tôi sẽ trả lời với cô trong một cái giới hạn hiểu biết của chúng tôi. Trước nhất là tôi xin nói rõ với cô là tôi gia nhập ngành cảnh sát quốc gia từ tháng Giêng năm 1957. Vào cái thời hiệu tôi gia nhập cảnh sát quốc gia là cái giai đoạn chuyển tiếp từ người Pháp, họ chuyển tiếp là từ năm 55 và chúng tôi tiếp thu cái ngành cảnh sát từ Pháp. Là như vậy đó, là chúng tôi tiếp thu từ cuối năm 54 đầu năm 55. Lúc đó là đệ nhất Cộng hòa là do Tổng thống Ngô Đình Diệm hình thành. Thì chúng tôi là chuyển tiếp và tiếp nhận được cái ngành đó. Cho đến năm 57, chúng tôi tự nhận là chúng tôi là cái giới mà đứng ở giữa của một cái thế hệ đi trước, tiếp tục của thế hệ đi trước và lại khai sáng của một cái chế độ đi sau. Thành ra thưa cô là ngày xưa đó thì cảnh sát công an nó có hai cái nhánh, ngành cảnh sát công an nói chung và hai cái nhánh. Tại sao tôi dùng như vậy là nó có ngành cảnh sát đứng riêng và công an đứng riêng. Do đó mà lúc bây giờ danh xưng gọi là công an và cảnh sát. Thì tôi gia nhập mà ngành cảnh sát công an từ nhà cảnh sát quốc gia Cao Nguyên Trung Phật ở Đà Lạt. Đó. Thì cho đến lúc mà tôi ở vào đó là giai đoạn khó khăn là ở cái chỗ này. Tất cả văn kiện, hồ sơ hay là quy chế hoạt động là từ Pháp mà nó biến hóa sang, hay là nói một cách khác là cả một cái sự thay đổi lớn lớn nào. Thì cảnh sát lúc bây giờ cũng như quân đội thì gọi là quân đội quốc gia, thì cảnh sát thì là cảnh sát quốc gia. Đó. Thì thưa với cô là như thế này, cô có hỏi thì ngành cảnh sát của chúng tôi đó, theo cái nhận diện cá nhân của tôi đó, là một cái nghề Pháp nó đã từng nói. Tôi tạm xin phép cô là dùng một câu tiếng Pháp là c'est un métier, là một cái nghề chứ không phải là đó là một cái nghề chuyên năng đó. Nhưng mà sau này bị ảnh hưởng thời cuộc chiến sự và tình hình chính trị của đất nước, thành ra cái ngành cảnh sát nó không, đối với tôi nhận được cá nhân tôi đó, nó không còn thuần túy thuần thành là cảnh sát nữa. Bởi vì sau này thì mình cứ theo cái nhịp độ, chẳng hạn Pháp đi
Mỹ đến, rồi ngành cảnh sát bị thay đổi, nghĩa là thay đổi một cách liên tục. Do đó nó không còn là cái ngành thuần thành, chứ còn ngành cảnh sát đối với tôi, riêng tôi thấy là một cái ngành mà chúng tôi không phải nói để đề cao, một ngành rất là cao quý và thật là khó khăn. Tuy nhiên sau này là vì bị chi phối tình hình, như cô đã biết, chúng ta sống trong hai cái chế độ đệ nhất và đệ nhị cộng hòa, thì cái người cảnh sát bị phải theo tất cả những phương hướng gọi là uyển chuyển theo tình hình chiến sự theo thời thế. Dạ vâng.